Đã ngót nghét một tháng kể từ ngày Làng Thợ Rèn được công chiếu trên các nền tảng trực tuyến, phim đã xuất sắc đạt top 3 thịnh hành trên Netflix sau khi 3 tập đầu tiên lên sóng. Các bạn đã xem phim chưa? Hay đợi ra hết mùa này rồi cái lớp một thế? Dù là lựa chọn nào thì mình tin các bạn cũng sẽ trông chờ nội dung hôm nay của Anime Rewind. Đó là những chi tiết mà các bạn có thể đã bỏ lỡ khi đọc manga cũng như sau khi xem những tập đầu tiên của cuộc chiến Làng Thợ Rèn. Nội dung này sẽ có những chi tiết spoiler, các bạn hãy cân nhắc kỹ càng trước khi xem. Trước khi vào video, hãy cùng chúng mình trang hoàng cho căn phòng của các bạn với những mẫu poster Kimetsu no Yaiba của Sama Shop. Poster được làm bằng giấy craft cứng cáp cổ điển với nhiều mẫu mã để lựa chọn. Đặc biệt kích thước cực lớn từ 50x35cm đến 70x40cm. Giấy in cực kỳ chất lượng mà mẫu mã đẹp thì miễn bàn. Từ bộ tứ lầy lội đến các trụ cột đều có đủ. Nhanh tay ghé thăm tậu ngay anh em nhé. Giá cả chỉ từ 13k cho đến 20k thôi. Hốt lẹ đi. Link mua hàng ở phần mô tả. Ở ngay tập đầu tiên, chúng ta cũng đã biết được giữa Akaza và Doma dường như có một mối thù hằn nhất định dành cho nhau. Không biết là kẻ thù của nhau hay là tình cũ, nhưng mà hễ Doma cứ mở mồm là Akaza chắc chắn không hề thấy dễ chịu tí nào rồi. Ở cuộc họp thượng nguyên, Doma đã bị Akaza đấm bay mặt đến 2 lần. Lần đầu hắn bị đấm bay cằm và cái mỏ hỗn giả tạo. Lần 2 thì bị đấm bay phần mặt từ mũi trở lên, một nửa trên, một nửa dưới. Nếu ghép lại là đủ nguyên một cái đầu của Doma bị thổi bay. Đây có thể là một dấu hiệu dự báo cho cái ngày mà hắn bị chặt cái đầu thối, đóng gói gửi xuống địa ngục. Pháo đài vô cực trên anime đã mở rộng rất nhiều so với manga cũng như season 1. Nếu quan sát kỹ một chút, chúng ta có thể thấy hình ảnh của một đầm lầy sen lớn cùng những cây cầu gỗ. Đây cũng có thể là nơi thượng nhị Doma dự trữ thức ăn, cũng là nơi diễn ra trận chiến giữa hắn và Shinobu sau này. Còn một chi tiết nữa là hình ảnh những cột nhà. Đây cũng có thể là nơi diễn ra trận chiến với thượng huyền nhất Kokushibo. Những hình ảnh này hoàn toàn không xuất hiện trong manga. Chắc chắn đây là chủ ý của Ufotable khi đã hứa hẹn chất lượng của mùa 3 sẽ vượt trội hơn hẳn 2 mùa trước. Pháo đài vô cực ở mùa 1 có phần cũ kỹ và âm u tối màu, nhưng ở phần này lại trông rất bắt mắt và có điểm nhấn hơn. Kiểu một cái xây bằng gỗ thường có một cái xây bằng gỗ xịn vậy. Hay do Nakime đã mạnh hơn nhiều nên huyết quỷ thuật ngày càng hoàn thiện nhỉ? Nếu đúng như vậy thì rất đáng mong chờ vào pháo đài vô cực ở mùa sau đúng không anh em? Muzan là một kẻ đã chọn cách trà trộn và sống giữa con người nhằm thực hiện mục đích tìm kiếm hoa bỉ ngàn xanh. Vì vậy còn gì quan trọng hơn việc có thể cải trang hòa nhập một cách hoàn hảo. Cho tới thời điểm hiện tại, Muzan-sama đã biến hóa 3 hình dạng khác nhau. Một cô gái Nhật mặc bộ kimono đen, búi tóc sau đầu và thả hai lọn ở trước mặt. Một cậu bé tiểu học áo trắng quần đen đầu quyền vở. Và một anh chàng lịch lãm mặc đồ vest tây, lúc đội mũ vành, lúc thì không. Còn về sở thích thì chắc là điều chế chất hóa học trong ống thí nghiệm. Theo dữ liệu từ fanbook, chúa quỷ Muzan từng dùng những chiếc bình hoa của thượng huyền ngũ để kinh doanh kiếm tiền. Có thể vì người của làng đã mua phải hoặc nhặt được những chiếc bình hoa đó mang về nên Gyoko mới có thể đánh hơi được vị trí của làng. Bởi huyết kỹ thuật cho phép hắn dịch chuyển từ chiếc bình này sang chiếc bình khác. Trong manga, khi Tanjiro được đưa tới làng, ở ngay cạnh lối vào có một chiếc bình hoa. Tuy không rõ đó có phải bình hoa từ huyết kỹ thuật của thượng huyền ngũ hay không, nhưng anime đã bỏ qua chi tiết này. Làng Thợ Rèn là một địa điểm vô cùng quan trọng trong dàn hậu phương vững chắc của sát quỷ đoàn và việc bảo mật tất cả mọi thông tin liên quan đến địa danh này vô cùng quan trọng. Không chỉ Tanjiro, các trụ cột khi tới làng Thợ Rèn cũng cần được bịt mắt, bịt tai vì vị trí làng cần được giữ kín tuyệt đối. Các Kakushi dẫn đường cũng không biết vị trí của làng ở đâu. Họ chỉ đưa đón trên một đoạn đường nhất định, sau đó thì đổi người. Lũ quạ sẽ chịu trách nhiệm chỉ đường cho các Kakushi nhưng chúng cũng được đều đặn thay đổi. Thông thường các kiếm sĩ chỉ bị bịt mắt và tai, nhưng vì khứu giác của Tanjiro rất tốt, có thể ngửi được tất cả các loại mùi trên thế giới, thậm chí ngửi được cả cảm xúc, nên buộc phải bịt mũi cậu ta lại để bảo mật hành trình tới làng Thợ Rèn. Là loài động vật có vú họ Chồn, lửng mật hiện nay phân bố chủ yếu ở Ấn Độ, Châu Phi và Tây Nam Á. Chúng có khả năng kháng độc tự nhiên, kể cả nọc độc của rắn hổ lục cũng không giết được chúng. Inosuke nhờ có khả năng này mà có thể sống sót qua trận chiến với thượng huyền lục, dù tình trạng chúng độc vô cùng nghiêm trọng. Tuy nhiên, khả năng đặc biệt này cũng là con dao hai lưỡi. Inosuke có khả năng kháng độc thì cũng tiện thể kháng luôn cả các loại thuốc điều trị khác, ví dụ như là kháng sinh chẳng hạn. Shinobu và Aoi đã phải cảnh báo cậu ta về vấn đề này.
Đấng ỉn trước giờ luôn thích làm những việc khác người, khác tới mức đôi khi chúng ta nghĩ đây chẳng phải là con người nữa luôn. Theo nhận định của Aoi, Inosuke đã treo người trên trần nhà một tiếng đồng hồ trước khi bị Tanjiro phát hiện. Nhưng cậu ta đã đính chính rằng, sau khi tỉnh dậy, vì lo lắng cho Tanjiro, nên cậu đã lẻn vào phòng và đã chờ ở đó từ tận hôm trước. Vậy lẽ nào cậu không ăn uống hay giải quyết các kiểu nỗi buồn trong vòng một ngày hả ta? Trong số các thanh Nichiden của các trụ cột, thanh kiếm của Mitsuri và Shinobu cần sự yêu cầu về độ tinh xảo nhất định và phức tạp nhất. Vì vậy, người rèn nó cũng yêu cầu phải có kỹ thuật vô cùng tỉ mỉ và chính xác đến từng milimét. Và với những yêu cầu tiêu chuẩn khắt khe như vậy, người rèn hai thanh kiếm đặc biệt cho Mitsuri và Shinobu không ai khác chính là trưởng làng thợ rèn. Có thể nói, hai thanh kiếm của bọn họ là khó rèn nhất ở thời điểm hiện tại. Vậy nên trọng trách này đã được giao cho trưởng làng Thekchin vì ông là người có nhiều kinh nghiệm nhất. Mới đặt chân tới làng thợ rèn, Tanjiro đã đánh hơi được mùi của suối nước nóng. Nhưng các bạn có biết tuốt tuần tuột những công dụng hữu hiệu của suối nước nóng này không? Bằng việc ngâm mình, nó có tác dụng trị vết cắt, phỏng, trĩ, táo bón, gút, tiểu đường, cao huyết áp, thiếu máu, sỏi mật mãn tính, sưng viêm, đau cơ, nhức khớp, viêm mũi. Nghe mà chẳng khác gì quảng cáo thuốc đông y vậy. Ngoài ra còn trị được cả tính cách bất ổn. Thế mà sao Genya tắm rồi vẫn cục xúc bố đời như thường nhỉ? Suối nước nóng này còn có tác dụng chữa thất tình. Bất cứ ai đau khổ vì tình yêu mới bị người yêu đá, người yêu cắm sừng, chỉ cần ngâm mình ở suối nước này sẽ được chữa khỏi và sừng tự nhiên sẽ biến mất. Voila! Suối này chắc cần cho kha khá anh em đấy nhỉ. Sinh ra sở hữu thân hình nóng bỏng như Mitsuri, cả đời ai ai cũng nơm nớp muốn được xà vào vòng một mềm mại như vậy. Thế mà luyến trụ cũng không ngờ có ngày mình bị cho ăn bơ nguyên quả. Luyến trụ cho rằng mình bị Genya bơ vì đã hỏi mà thằng bé không trả lời. Cô còn khóc lóc nhõng nhẽo với Tanjiro vì điều đó. Tuy nhiên sự thật không phải là như vậy. Khi Mitsuri mở lời chào hỏi, đầu óc Genya đã rỗng tuếch và cứng đơ cả người. Không nói được lời nào vì cô quá dễ thương. Còn dễ thương ở điểm nào từ trên xuống dưới thì tôi xin phép tỏ ra không biết. Trai mới lớn gặp gái xinh đều như vậy phải không nhỉ? À mà trừ thằng Gen ra nhé. Trước khi tỉnh dậy sau cơn mê sảng triền miên vài tháng trời, Tanjiro đã có một giấc mơ kỳ lạ về một người đàn ông trông rất giống cha mình, và trong đó xuất hiện một kiếm sĩ vô cùng đặc biệt. Nhân vật xuất hiện trong giấc mơ của Tanjiro là Yoriichi, vị kiếm sĩ sống từ thời chiến quốc. Hình nhân luyện tập ở làng thợ rèn chính là thiết bị mô phỏng vị kiếm sĩ huyền thoại đó. Sở dĩ hình nhân có 6 cánh tay là vì chỉ khi cầm 6 thanh kiếm và sử dụng chúng cùng một lúc mới có thể tái hiện lại được chuyển động cũng như chiêu thức của người đó. Chỉ qua hình nhân này, chúng ta cũng ngầm hiểu được sức mạnh thực sự của kiếm sĩ mệnh danh là huyền thoại Yoriichi. Tiện nãy đã nhắc đến Mitsuri, chúng ta cũng đã được bật mí một vài sự thật nho nhỏ về cô. Vì có một lượng cơ bắp gấp 8 lần người bình thường, nên Mitsuri dễ dàng xách Tanjiro lên tay và xoay. Còn chưa kể sức nặng của Nezuko và chiếc hộp gỗ. Boy nào cưới cô về thì đừng có mà đắc tội, không ai cản được đâu nhé. Tâm trạng dù không tốt đến mấy, chỉ cần nghe có thức ăn ngon thì Mitsuri lại trở nên vui vẻ, đôi mắt to tròn sáng bừng lên. Món yêu thích của cô là cơm trộn nấm matsutake. Khi được Tanjiro nói rằng bữa cơm tối đó sẽ có món này, cô đã hớn hở chạy đi như đứa trẻ vừa được quà vậy. Ngoài ra Mitsuri còn có sức ăn khủng khiếp, khi hơn 40 phần ăn được rời hết trên bàn. Nhưng cô vẫn bảo rằng mình đã ăn ít hơn thường ngày. Hôm nay cô vẫn chưa ăn hết sức. Nếu có nhà hàng buffet cho cô này thì chắc là... thực sự cũng không biết kết quả sẽ như thế nào nữa luôn. Nguyên nhân Mitsuri tham gia sát quỷ đoàn cũng được tiết lộ. Vì muốn tìm một người chồng yêu thương mình đến suốt cuộc đời, nên Mitsuri tham gia sát quỷ đoàn. Như bao cô gái khác, Mitsuri cũng thích những người đàn ông mạnh mẽ, có thể bảo vệ cho cô. Vì vậy cô đã cố gắng rất nhiều để có thể trở thành trụ cột, gặp gỡ được những kiếm sĩ mạnh mẽ nhất của tổ chức. Tuy mục tiêu có phần hơi riêng tư, nhưng Mitsuri vẫn là một luyến trụ, vẫn cống hiến hết mình cho sát quỷ đoàn. Cô đã tiêu diệt hàng trăm con quỷ và cứu vô số mạng người. Có một điều là mặc dù đã gặp nhau một lần từ tận season 1, nhưng bên trong chiếc hộp của Tanjiro có gì đó mà Hà Trụ cũng không thể nhớ ra. Dù chính cậu đã chứng kiến hết mọi việc ở phủ chúa công cách đây không lâu. Muichiro quả thực là não cá vàng bản real. Rèn kiếm được coi là một trong những nghi thức có tính tôn giáo và tinh thần trong văn hóa Nhật Bản, và nó đã truyền cảm hứng cho tác giả đưa vào trong Kimetsu no Yaiba. Việc rèn những thanh Nichiden đã được bật mí khá khá trong phần credit của phim. Những công đoạn rèn kiếm cụ thể đã được Anime Rewind làm một video riêng. Các bạn có thể tham khảo ở phần mô tả nhé. Các bạn có bao giờ tự hỏi rằng tại sao các thợ rèn kiếm luôn luôn đeo mặt nạ hay không? Trước hết,
đó là biểu tượng của một điệu nhảy với nghi lễ của ngành công nghiệp sắt Nhật Bản, là hình ảnh tượng trưng cho mối quan hệ khăng khít giữa sắt và lửa. Thứ hai, việc đeo mặt nạ giúp bảo vệ danh tính cho các thợ rèn, giúp họ dễ dàng trà trộn vào các gánh hát để qua mặt tay sai của mư gian. Nếu các bạn không để ý, mỗi một vị tân binh trong kỳ thi tuyển chọn cuối cùng đều có sức mạnh đặc trưng đại diện cho một giác quan của con người. Genya có khả năng ăn thịt quỷ và sử dụng sức mạnh của chúng. Đây là sức mạnh từ vị giác. Sức mạnh thính giác thuộc về thánh ngủ Zenitsu. Cậu có thể nghe những âm thanh ở rất xa, thậm chí còn có thể nghe tiếng tim đập ở một khoảng cách nhất định. Inosuke sở hữu sức mạnh xúc giác. Cậu có thể cảm nhận được nguy hiểm đang ở gần bằng khả năng đặc biệt của mình. Một sức mạnh khá ấn tượng đến từ thị giác của Kanao. Cô bé có một đôi mắt hơn người, có thể nhìn thấu chuyển động của đối phương, phán đoán các chuyển động của cơ bắp, từ đó nâng cao khả năng chiến đấu. Cuối cùng là khiếu giác của Tanjiro, có thể ngửi được cảm xúc, ngửi được sợi chỉ sơ hở để kết liễu mục tiêu. Có thể thấy, khả năng của 5 tân binh đến từ 5 giác quan của con người, quả thực là một chi tiết rất thú vị. Bản thể chính Hantengu do Toshio Furukawa đảm nhận. Ông lồng tiếng cho nhiều nhân vật quan trọng như Ace của One Piece, Piccolo của Dragon Ball, cảnh sát Yamamura trong Conan. 4 bản thể của Thượng Huyền Tứ lần lượt được 4 diễn viên khác nhau lồng tiếng. Sekido giận dữ do diễn viên Yuichiro Umehara đảm nhận. Anh từng lồng tiếng cho Tsukasa trong Romantic Killer, Mars trong Black Clover và rất nhiều nhân vật khác. Aizetsu thống khổ do diễn viên Soma Saito lồng tiếng. Anh từng lồng tiếng cho nhân vật Adam trong Record of Ragnarok và nhiều nhân vật nổi tiếng khác như Tatsumi, Dopio, Miyano, v.v. Urugi vui mừng do diễn viên trẻ Shunsuke Takeuchi đảm nhận. Là một diễn viên trẻ tuổi nhưng cậu đã lồng tiếng cho rất nhiều nhân vật anime như Kentaro trong Haikyuu, Makoto trong Tokyo Revengers. Cuối cùng là Karaku sung sướng do Kaito Ishikawa lồng tiếng. Anh từng lồng tiếng cho Genos trong One Punch Man, Harutora trong Tokyo Revengers. Ngoài ra vẫn còn Zoro Hakuten oán giận, vẫn chưa rõ diễn viên lồng tiếng là ai. Chúng ta sẽ phải đợi đến khi nào nhân vật này xuất hiện mới có thông tin cụ thể nhé. Phần chạy credit kết phim có hiện tên nhân sự người Việt Nam ở bộ phận sáng tạo. Việc những cá nhân ở nước ta tham gia vào ekip sản xuất của những bộ phim ở nước ngoài đã không còn là quá xa lạ. Những hãng phim lớn như Marvel Studio hay có bộ phim đình đám gần đây là Squid Game cũng có ekip Việt Nam tham gia sản xuất. Đây quả thật là một điều rất đáng tự hào phải không các bạn? Cuối credit tập 1, hình ảnh chiếc dọ mõm của Nezuko đứt dây và nằm ở trên mặt đất. Ta đã từng bắt gặp hình ảnh này ở season 2, Kỹ viện trấn. Khi cô bé phá bỏ phong ấn, hóa quỷ đánh nhau với Daki và bị mất kiểm soát sau đó. Lần biến hình ở làng thợ rèn này, Nezuko đã không bị mất ý thức. Cô bé vẫn làm chủ được hành động của mình và phong ấn không bị phá bỏ. Còn hình ảnh ống tre đứt dây nằm ở dưới sàn kia sẽ xuất hiện ở cuối arc này, ngầm báo rằng có thể từ giờ nó không còn cần thiết nữa. Cô bé chắc chắn sẽ không bao giờ ăn thịt người. Credit cuối tập 1 cũng có hình ảnh vô số thanh nhật luân kiếm cắm xuống đất và kết thúc là hình ảnh kiếm của Yoriichi. Có thể đây là arc làng thợ rèn, nên việc tạo credit cho những thanh nhật luân kiếm là hợp lý vì mang ý nghĩa kết nối với nội dung của phim. Cũng có thể đây là hình ảnh ẩn dụ cho những kiếm sĩ trong quá khứ và cả hiện tại. Chủ nhân của những thanh kiếm đó có người đã hy sinh, có người vẫn âm thầm cống hiến. Nhưng điểm đặc biệt giữa họ là sự kết nối, họ có mục tiêu chung. Người này ngã xuống thì sẽ có người khác đứng lên, sức mạnh đó sẽ luôn bùng cháy. Người trước là động lực cho người sau và ý chí của họ sẽ luôn được kế thừa đến khi nào đạt được mục tiêu cuối cùng. Đây là một hình ảnh rất đẹp và ý nghĩa mà đa số chúng ta có thể sẽ vô tình bỏ qua. 4 tập phim trôi qua và không hề ít những chi tiết thú vị có thể chúng ta đã bỏ lỡ. Nếu các bạn thấy thiếu chi tiết nào, hãy comment ở bên dưới để tất cả mọi người cùng bàn luận nhé. Hiện tại mạch phim còn khá chậm và vẫn đang dần đi đến cao trào. Cùng bọn mình hóng chờ những tập tiếp theo với nhiều chi tiết thú vị và bất ngờ hơn nhé. Hãy để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe kèm theo nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn phía sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. See ya!